dữ rồi. Mà mày mò mạnh rồi. Rồi. Mày mua mấy năm rồi kìa? Cái này 3 năm rồi đúng không? 3 năm mấy? Cái này cây này ông để tới năm thứ 3 luôn. Không có trái nhiều. Cái này là có xịt một loại thuốc dưỡng da đúng không? Trước Tết hay sao? Lúc trước cái thuốc treo nó là không hiệu quả anh nha, giá hiệu quả. Ở cái cây chết kia thấy chưa? Hoặc hai cây lần mà, hai cây lần đúng không?